À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Tan Hoa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức để khôi phục lại trật tự của châu Âu. Ở tập trước thì hai nhánh quân của mình, đó là nhánh quân phương Bắc, đã tiếp tục có thể nói là phản công chiến lược và đã tiêu diệt được thằng Pháp ở khu vực này rồi. Bây giờ thì những nhánh quân này sẽ làm nhiệm vụ tiến sang khu vực phía đông, tiếp tục tiến sang phía tây, giải quyết khu vực phía tây mà thằng Pháp nó đang kiểm soát. Mình chưa biết được, nhưng mà nói chung là ổn đấy. Các cái thành trì và lãnh thổ của mình khu vực này thì bây giờ ổn rồi. Thụy Sĩ nó kiểm soát được hai tỉnh, có thể mình chỉ ba giao đốt cho nó cái tỉnh này để nó có thể giao thương. Đấy, Thụy Sĩ sẽ có thêm đất. Viên thủ đô của Viên Áo nó chuyển thủ đô sang đây đi để nó có cả hai công trình luôn. Tuy nhiên này thì bây giờ nó cũng không phát triển được thêm nữa nhỉ. Người Pháp bây giờ tình hình của chúng ta là chúng ta sẽ tiếp tục đưa quân sang đây, nhưng mà mình chưa chắc là mình đã đánh được viên này đâu. Bây giờ quân của mình cũng đang bị thương vong cũng khá nặng, chưa hồi phục hoàn toàn. Đây là các đơn vị quân của mình vừa mới kết thúc một trận đánh ở đây. Sang đất của thằng đệ tử thì nó chưa hồi được nhanh quân lắm. Có quân đoàn này thì đang đầy quân này, hai quân đoàn đầy quân, để mình xem có thể mình cho hai quân đoàn này tấn công tiếp. Một trong hai quân đoàn này, cánh quân phương Nam thì của mình bây giờ đóng ở đây rồi. Quân đoàn này thì đang bị thương, trận trước vừa đánh trận xong. Hero thì phải cho vào quân đoàn ngay để nó giảm nguy cơ bị ám sát của tướng lĩnh xuống. Đô đốc của chúng ta đã lên đây rồi, tướng huyền thoại chúng ta này, Gera von Butcher đã tiến theo phía nam lên rồi, đã đổ bộ thành công. Thì mình sẽ đánh vào đây, quân đoàn trên này sẽ đánh vào đây thì mình sẽ áp sát thủ đô Paris từ hai phía. Các hạm đội của mình ở phía nam thì cũng khá ổn, bây giờ thì mình có thể kiểm soát được vùng biển đây rồi. Hạm đội này bị thương, về đây sửa đi. Hạm đội này chắc chắn cũng bị thương này. Sau 14 người bị thương rồi. Sửa cái nào bị hỏng thì sửa, cho cái hạm đội nhỏ nhỏ đi chấp pháp trên biển. Không là có thằng nào không rồi, chúng ta cứ bổ sung thêm vài cái thuyền nữa cho mấy cái hạm đội đi chấp pháp trên biển. Phương Bắc, thực ra thì mình đã áp sát thủ đô Paris rất gần rồi đây này, bởi vì là cái thành của thằng đệ này của mình giáp sát với áp sát với thủ đô Paris rồi, nhưng mình cần tiếp các cái điểm khác để có thể đánh gục thằng Pháp luôn. Đối với phía Bắc thì mình vừa nhìn thấy hạm đội của anh ở đâu đó chỗ này, nhưng mà chắc mình có thể ăn được không. Dù sao mình cũng thích phiêu lưu một chút xem nào, 6 chiếc thuyền để quan được nhỉ. Đó, hình như là nó nhiều thuyền hơn mình. Nếu đánh thắng ở trận này thì mình sẽ lên kinh nghiệm rất nhiều. Nó lại đang chở quân nữa. Hạm đội của anh, thôi được. Quánh vào đây thành này đó. Quân Pháp rồi. Có đội cận vệ già kìa. Ôi, toàn lính cận vệ này. Hai đội cận vệ già này. Trận này mới đấy. Pháo, toàn pháo xịn. Kỵ binh của nó là cực xịn luôn. Toàn đội cận vệ luôn. Trận này chắc không cần tướng kia vào tiếp viện đâu, nhưng cứ để kệ nó đấy.
In. Chúng ta có các cái tướng 9 sao thế này thì không phải lo lắm. Các cái tướng 9 sao thì nó sẽ tăng kinh nghiệm cho quân cực kỳ tốt. Ồ, trận này đánh trên đồng bằng à? Đồng bằng này pháo thẳng, pháo bắn thẳng rất lợi thế. Dồn quân sang một góc được đánh cho nó dẹo luôn. Pháo của nó toàn pháo tầm ngắn thôi, mình không sợ lắm. Bên này là đứng xa nhất này. Không sợ chúng mình rồi. Mình đứng lệch như này là bắt buộc nó sẽ phải di chuyển theo mình rồi. Chắc chắn luôn. Chưa bắn tỉa này là chủ lực trong trong cái khả năng áp chế đối phương của mình. Tấn công. Chắc chắn nó sẽ phải di chuyển bởi vì nó đang bị lệch đội hình như mình. Chạy áp sát. Đây là đối tượng à? Đây có một cánh rừng. Sát vào đây thì tuyệt vời. Rồi phá phản lực cứ dã rồi cả. Cái binh của địch đang tới à? Tới luôn. Nó đang di chuyển thì nó sẽ bắn được mình. Tranh thủ đi, tiến lên nào. Thế là chỗ này nó có là cái rừng cây. Rừng cây thì khả năng phòng thủ tốt hơn. Ở đây nó có các cái bức tường này, có cái hàng rào này. Có cái hàng rào rất có lợi. Ôm sắt rừng là sắt bờ be sắt map này nó càng tốt rồi.
đây có một cái sườn đồi. Cái sườn đồi này thì mình phải bay vào tiến nhanh. Nó đang bị rối loạn, tranh thủ nó đang rối loạn bay. Công ra đây à? Lùi ra đây đi. Xong luôn à? Bình tĩnh nhá, bình tĩnh, tụi mình cũng bình tĩnh. Nó đang bị vây tròn, được. Cố gắng vây tròn cho nó đó. Di chuyển. Tốt rồi. Thì mình chúng ta có thể từ xem những pháp nó làm trò gì. Chế luôn nó, tranh thủ lúc nó đang hỗn loạn áp chế luôn. Vào chạy ra đây đã. Yes, sir.
bắn này. Tay đôi mình lính đúng xe kèm pháo này, kỵ binh của chúng ta mà chạy qua cái hàng rào này là chúng ta sẽ bị chết. Pháo ô thang dàn hàng ngang bắn thì tốn quân đó. Tiến lên một tí vào tầm bắn. Tạt sườn này thì chết nhanh lắm. Tiến tiếp vào đây. Chuyện này nó
rồi đấy, cho cái binh xông lên này. Our men are running, sir. Yếu thế nhỉ? Quân ở bên đây. Mày bảy thằng mà nó bỏ chạy á. Nát chết đấy. Glorious victory, sir. It's soon to be yours. Oh. Rất may là được được bên này bắn được đây. Dám lại định mình vẫn thích chơi quân Anh. Quân Anh nó có đội quân mặc váy, mình rất thích cái đội quân mặc váy ấy. Được 19.000 đã, 19.000 phải cướp tí đã, nhiều như thế mà không cướp thì phí. Yes, sir. Yeah. Unerschrocken, unbesiegt. 4 vàng à? Rồi tiền của mình tích trữ nhiều đủ đủ kiếm ăn à? Đủ sống rồi. Truppen, vorwärts. Bereit machen. Bereit machen. Sie sind in der Falle. Cộng một attacker trên lane cũng được. Bereit machen. Vorwärts. Marsch. Yes, sir. Vorwärts. Marsch. Bürger. Marsch. Bereit machen. Linke Seite. Toàn quân của tiến sang bên này đã. Thành này
Miễn thuế cho nó phát lại êm, cái gì đâu. Rồi. Bây giờ vấn đề là bây giờ cái công trình này mình phải chuyển nó sang cái công trình này đi để nó rồi giao cho thằng thụy sĩ nhỉ. Giao thằng thụy sĩ nó kiểm soát nốt cái khu vực phía này. Và thằng Pháp còn quân dưới này không? Hết. Hải quân của mình bây giờ rất là mạnh, kiểm soát được hầu hết vùng biển phía Bắc rồi. Biển Bắc. Biển Bắc thì chưa, nhưng mà cũng đủ mạnh để có thể trấn áp kẻ thù. Cứ chờ quân đoàn này lên nữa, đi cùng nhau. Bây giờ là các cái thương cảng ở phía Bắc này mình đã kiểm soát được hết rồi. Các cái thương cảng phương Nam thì mình đang dần dần kiểm soát nốt. Và nếu như mình kiểm soát được tất cả các điểm giao thương với quốc tế, với các cái vùng lãnh thổ khác ở trên thế giới thì lúc đó mình có thể nuôi được một cái lực lượng quân đội cực mạnh luôn đấy. À, dám đóng quân vào đây à? Chán sống à? Người Anh đề nghị một cái hiệp ước hòa bình và chia sẻ 29.000. Nó trả 29.000 để được hòa bình. Được, tạm thời mình cũng thấy ngọt. À, Papan State. Chán đời rồi phải không? Dám xuống đánh phá nhà của anh. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Ôi, tôi muốn đưa đốc hải quân ngon phết. Mặt đội này đông quá. Người Anh chiến tranh với người Tây Ban Nha. Người Anh chiến tranh với người Tây Ban Nha rồi. Vậy thì trong khi chúng ta sẽ xử lý gọn cái thằng Pháp thì người Anh và Tây Ban Nha vẫn đang đánh nhau. Tốt rồi. Tin mừng, tin mừng, tin mừng. Đấy, thằng à, đây là đội quân của Chúa này. Đây là đội quân của Chúa này. Láo này, Chúa thì cũng đập. Ôi, rank của nó cao phết đấy nhỉ. Yeah, đội quân của Chúa. Mày nghĩ chỉ mình mày có lính bắn tỉa à? Trận này chúng ta sẽ có hai đội lính bắn tỉa. Không phải chỉ là những đội lính súng trường thông thường nữa, mà có đến hai đội lính bắn tỉa do là đây, hai đội lính bắn tỉa này. Quân phổ nó khá nhiều lính bắn tỉa đấy, nhưng mà mình không thích chơi lính bắn tỉa lắm bởi vì trận này địch cánh. Cái bên này của nó nhiều phụ binh hơn, còn địch cánh này hơn. Cánh bên này có rừng, mình có thể tiến được. Ôi sao miền Nam nước Ý đất đai gì mà dĩ này. Yes,
đây là quân đỏ mạnh nhất của mình, và là những cái đơn vị lính đời cuối luôn, và ít nhất cũng là những đơn vị mạnh nhất. Chơi nó không có pháo, vậy thì chúng ta phải hành quân một cách yên bình. Hai đội bắn tỉa lùi lại. Ôi vãi shit, tấn công vào đây. Thứ con mình. Rồi, tổng mày quá rồi, chết rồi. Chết rồi, mấy thằng bắn tỉa. Không bắn nữa, nó xong rồi. Đến đây. Ô mèo, quá phản lực để bắn tào lao quá. Khu bộ binh của nó toàn rank một chấm như kìa. Quân của chúa gớm nhỉ. À, các bạn có biết tại sao mình gọi đây là đội quân của chúa không? Bởi vì Papan State đó là cái đội quân của cái gọi là vùng lãnh địa của xứ Catalan, à của Vatican. Đấy là đây đội cận vệ của đây là lực lượng vệ binh cộng hòa, các bạn chỉ là Republic của vua, lực lượng vệ binh cộng hòa. Trong đơn vị có thể nói là trận chiến tốt nhất của vệ binh cộng hòa. Chúng ta sẽ đánh đứng ở trên cái sườn đồi này để cần chống cái địch. Đây là một cái lợi thế nhỏ. Nó đang chạy lên kìa. Nó định ăn cướp đoạn. Vào, ngon thì vào đi. Lập đội hình dẫm luôn cho chắc cờ. Chúa này, chúa cũng chả cứu được chúng mày đâu. Ngay cả Napoleon mà cùng chinh phạt cả châu Âu cũng chưa dám đánh đụng cho đội quân của chúa này, mình bị đập hết. Cánh bên này, ok kìa. Sao lại lính bắn tỉa nó ở trong này?
Ở đâu chúng ta đây? Mình sống đấy. Cần bắt nhau. Vác lại lên xong rồi. Bắt đỡ hơi. Chúng nó ở đâu chui ra đây? Xong rồi. Hạ bọn này luôn. Kìa mình không bắn này. Đấy sử. Kìa mình làm sao này. Mày chết. Lưu lại, lưu lại, lưu lại, lưu lại. À, tấn công cái này à? Úi giời. Úi sợ lắm. Bắn đây cho anh. Tạt sườn nó vẫn mổ luôn. Lên đây. Rồi. Vào đây rồi. Tốn nhá. À nó định chơi kiểu rắt nó cả. À tập được cái này. Lưu lùi lại. Đang lập lợi hình rỡ. Đây thì chúng ta sẽ lùi lại. Cái gì cơ, chúng mình dám không pha đánh anh đó. Mày có biết không được không được. Anh mà bị sợ mày á. 103 công nghiệp. Bên kia là sông lên hát quá nhỉ. Ai chả cận chiến luôn này. Hướng không? Nó bắn lì thế nhỉ? Không chết à? Ok kìa. Cộng vệ của mình không chịu nhiệt. Ở đây không phải được cộng vệ. Lùi lại đi. Xong chuyển đổi. Nó tận được đâu bắn. Bắn được rơi này. Kìa. Chết hết con mình. Our men are running, sir. Ấy ồ, chậm chưa. Cho, cho cái binh ra kia. Kiểm trợ khu vực phía bên này đó. Nó bắn liều chết quá. Cái quái nào mà nó nhìn đấy. Quái nào một quần này đội lính mà không ăn được nó. Nó không vượt nó. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Được chết rồi, hay lắm. Ăn luôn. Rồi, bắn lại lên xong luôn. Ờ, à,
tài lái hơn. Đây rồi. Glorious victory, sir, is soon to be yours. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Trông chết luôn. Xông vào. The men are fatigued, sir, and must rest a while. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Mấy con ngựa này chạy nhanh cho tanh nhờ cái nào. Hay là mệt quá rồi. Men are fatigued, sir, and must rest a while. It's a heroic victory. Bọn này nó rank của nó cao thật. Bình thường mình luyện cũng không bao giờ lên được cấp đấy. Quân bộ binh của mình không bao giờ lên được rank như vậy nếu như đánh những trận bình thường. Erwarten Befehle. Bereit machen und Befehl erwarten. Verfolgt sie. Stärke. À, như vậy thì quân ở thành của nó chắc không còn nhiều. Belagert sie. Không phải là đội mạnh nhất. Không phải là đội mạnh nhất nữa rồi. Đội mạnh nhất nó đi
cử đi đánh mình. Chạy à? Chạy lên quận Der Sieg ist unser. Bereit und in Erwartung von Befehlen. Mất một skill rồi. Bereit machen. Đội quân của Chúa. Sie werden verrotten. Đội này thì có hai pháo. Siedlung wird belagert. Mình đánh đến đây là tiến sát đất của thằng Pháp đấy. Bereit machen und Befehl erwarten. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Đấy. Bây giờ mình sẽ thay mấy thằng này xem nó được ông chính trị ra nào ngon, trả được thằng nào ngon. Hai cái cơ quan quan trọng nhất đó là lục quân và hải quân này để toán mấy cái thằng cuối cùng. Rồi, xếp lại bắt nó xem.